Dịch COVID-19. Tính đến lúc 8 giờ 40 ngày 3 tháng 3 ghi nhận 90.913 trường hợp nhiễm. Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona COVID-19. Được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc. 77 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận 90.913 trường hợp nhiễm COVID-19. 3.123 người tử vong, và 45.054 trường hợp hồi phục. Cập nhật lúc 8 giờ 40 ngày 3 tháng 3 năm 2020. Thế giới, 90.913 người mắc, 3.123 người tử vong, trong đó. Lục địa Trung Quốc, 2.943 người tử vong. Hồng Kông, 02 người tử vong. Đài Loan, 01 người tử vong. Philippines, 01 người tử vong. Nhật Bản, 06 người tử vong. Pháp. 03 người tử vong, tàu Diamond Princess, 06 người tử vong, Iran, 66 người tử vong, Hàn Quốc, 34 người tử vong, Ý, 52 người tử vong, Mỹ, 06 người tử vong, Australia, 01 người tử vong, Thái Lan, 01 người tử vong, San Marino, 01 người tử vong, Việt Nam, 16 phần 16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2020 tới thời điểm hiện. Tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới, 16 người dương tính với COVID-19. Đã điều trị khỏi gồm, không hai cha con người Trung Quốc, 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Không một người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh, tại Vũ Hán, Trung Quốc không một bệnh nhi 3 tháng tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Các tỉnh có người mắc COVID-19. Vĩnh Phúc 11, thành phố Hồ Chí Minh 03, Khánh Hòa 01, Thanh Hóa 01, số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính. 1.737 trường hợp. Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại